Ví dụ minh họa này, ví dụ đầu tiên cũng là câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên. Đề bài yêu cầu tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi cái đồ thị hàm số y bằng e mũ x cộng với e mũ trừ x, trục hoành, trục tung và cái đường thẳng x bằng trừ 2. Ở đây đề bài cũng cho chúng ta 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Các em cùng quan sát 4 đáp án. Các em đã xong chưa? Đề bài này, đáp án này. Bây giờ từ đề bài chúng ta sẽ phân tích ra xem S nó giới hạn bởi những đường nào. Đấy. Giải. Đầu tiên, S giới hạn bởi đường. Đường đầu tiên đó là đường y bằng e mũ x cộng với e mũ trừ x. Đúng chưa? Trục hoành là đường y bằng 0. Tiếp theo đó là trục tung là đường x bằng 0. Và tiếp theo là đường thẳng x bằng trừ 2. Đấy. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra diện tích hình phẳng thì viết tắt nha, giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng e mũ x cộng với e mũ trừ x, trục hoành trục ox, trục tung trục oy và đường thẳng x bằng trừ 2 là công thức kia, S sẽ bằng tích phân cận từ trừ 2 cho đến 0, trừ 2 cho đến 0 của cái hàm số trị tuyệt đối anh này đúng không? E mũ x cộng với e mũ trừ x nhân với dx. Đúng chưa? Có công thức rồi. Bây giờ chúng ta đi giải quyết cái bài toán tính tích phân của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đấy, ta có này. Chúng ta giải cái phương trình. Đúng chưa? Bước 1 là giải phương trình e mũ x cộng với e mũ trừ x bằng 0. Cái này tương đương với e mũ x cộng với 1 trên e mũ x bằng 0. Phương trình này thế nào nhỉ? Hiển nhiên, e mũ x thì lớn 0 rồi đúng không? 1 trên e mũ x cũng sẽ lớn 0. Vậy thì cộng 2 này vào với nhau thì phương trình này là sẽ luôn luôn là lớn hơn 0. Vậy phương trình này